Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ một số thông tin cho các bạn mà chưa biết về cây cao su, về cái cách mà để tạo ra một cái cây giống cao su để phục vụ cho cái công tác trồng mới. Đây là gỗ ghép của giống cao su, thì người ta sẽ lấy mắt ghép để từ những cành gỗ này để ghép vào những cái gốc thực sinh mà trồng từ hạt. Thì thường thì những gốc thực sinh trồng từ hạt thì chúng ta không đem trồng ra trực tiếp ở ngoài lô được. Đây là gỗ ghép sau khi được lấy mắt này các bạn. Đây là vườn ươm mà gốc ghép bằng bầu hạt. Thì hạt người ta thu lượm ở ngoài lô, sau đó đem về gieo ươm đến khi mà nó lên tầm khoảng một gang trở lại, người ta sẽ trồng vào những cái túi bầu này nè, trồng vào những cái túi bầu này. Một số nơi thì người ta đã gieo hạt thẳng vào trong túi bầu đất này luôn. Người ta gieo thường ta gieo từ khoảng 2 hạt, sau đó người ta sẽ tỉa những cái cây xấu, người ta chừa lại một cây thôi, như các bạn thấy nè. Trong trường hợp này là gieo trước lên khoảng gang tay trở lại, bắt đầu mới trồng vô túi bầu. Thì lợi ích của việc mà trồng bằng cái vật liệu là bằng bầu, thì cái bộ rễ ở của cái cây con nó sẽ nhiều hơn so với hồi xưa là chúng ta thường trồng tum. Thì mình sẽ, nếu có cơ hội, mình sẽ làm một video giới thiệu cho các bạn cái cây tum là như thế nào. Thì sau khi ghép khoảng 25 đến 30 ngày thì chúng ta mở băng ghép ra. Đối với những cây mà mắt ghép nó sống á, thì một là chúng ta trồng thẳng, chúng ta bứng lên, ta cắt ngọn cách mắt ghép từ 5 đến 7 cm. Và sau đó thì còn không là chúng ta để lên tầng lá, 1 đến 2 tầng lá rồi trồng. Thì vườn này được thiết lập khoảng 120.000 bầu. Đây là hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun, chứ nó cũng dạng giống như cái tưới nhỏ giọt, nhưng mà nước nó phun xa ra, nó phun thành tia. Thì hệ thống này nó cũng rất là giảm công lao động. Tuy nhiên thì một số nơi mà nước mà nó bị phèn quá thì cái hệ thống này nó cũng không hiệu quả lắm. Thì để mà ghép được thì một số cái điều kiện đầu tiên là cái tầng lá của cái cây này nè, cái cây thực sinh này nó phải ổn định, tầng lá trên cùng nó phải cứng ổn định thì chúng ta mới tiến hành ghép. Như bạn thấy, đây là tầng lá trên cùng ổn định rồi nè, cây này ghép rất là tốt. Và một cái điều nữa là đường kính của gốc ghép thì cũng phải đạt từ 10 mm trở lên. Một số nơi thì có thể ghép 8 mm, mà cây nhỏ thì rất là khó ghép. Và cái thời gian bỏ phân đó các bạn, ví dụ mình bón phân là phải đủ từ 25 cho đến 30 ngày. Đủ 25 đến 30 ngày sau khi bón phân thì chúng ta mới ghép. Đây là cái giai đoạn mà nó phun đọt non này. Cái giai đoạn này thì chúng ta vẫn có thể tiến hành ghép được nha các bạn. Thì mình xin nói thêm, như hồi nãy thì
Thì sau khi mà ghép sống thì chúng ta bứng cái bầu này lên. Một là có thể là chúng ta trồng cắt ngọn rồi trồng thẳng ra luôn, chỉ cần cắt bỏ cái túi bầu trồng thẳng ra ngoài luôn, còn không thì chúng ta đem về vườn ươm, chúng ta dưỡng cái cây này để cho nó mọc lên tầng lá, trồng từ 1 đến 2 tầng lá, 3 tầng lá trồng cũng được, nói chung là để cho nó lên tầng lá trồng thì cái vườn của mình nó sẽ đồng đều hơn so với trồng khi mà cái mắt nó chưa có lên mầm. Đây chị công nhân này đang ghép nè các bạn. Còn muốn ngàn cây là phải gỗ, là gỗ nửa đêm là phải cắt rồi, chưa thấy, mới thấy được, chưa thấy đường là quắn rồi. Hình đang đẹp. Dở lên cái thanh nó chạy nước ngọt lại lá cho nó ổn định. Hát mình đâu có luôn dòm từ ngọn được. Cứ đi tái đi tái. Hát cho bé ăn cây chút tiếu hết được rồi. Độc dữ lắm mà không có bạn bè, không có yêu đương gì hết đó, nên cũng khỏe, cũng đỡ lo vụ đó. Lớp 12 mà chưa có bạn trai mà cứ A1 nó ra trường chỉ nhân làm mai nha. Cháu mà cũng được giá lắm, phải lo. Em có gì đâu, em có biết ai đâu là mai. Em cái thân em lo còn không xong nữa. Cây bự bự không chép nhau, cây thì băng phải kìm, cây này thì bự nè, có mấy cây nhỏ nhỏ thôi, chứ không có cái này nè, qua mắt này là phải kìm nè, chứ không có quăng sạc sạc như không có cái mắt lá, không có cái mắt lá thì băng nó nhanh hơn một chút. Phát từ là cô Linh cô Luyến rồi đó, là cứ ôm mặt ở làm sao. Cái bữa có cái anh gì anh chỉ cho ghép mặt trước mà quấn dây băng thì ngược kiểu đó đó, mà vậy thì cũng nhanh hơn so với ôm cây rồi. Ôm cây mệt lắm, chào quá bên kia. Chị mỗi giờ chị ngồi ghế chứ chị mà xả cái ghế là chị quấn nhanh hơn.
mà không có ghế tối ngày chị không ạ? Mỗi năm mà yếu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh mình nha. Xin chào.